nay Long sẽ review các bạn xem cái mẫu Dustin 510 của Greenlight ở dòng Underhood nha. Cái dòng Underhood này thì nó làm nó khác với lại cái dòng thường của Greenlight chút xíu. Đây là dòng Underhood. Underhood có hai loại, một là trong kẹp và loại thứ hai là trong hộp. Và lại trong bọc, trong hộp thì nó lại khó tìm hơn đó nha các bạn. Còn trong kẹp thực ra nó mắc, trong kẹp bản thân nó đã mắc hơn cái kẹp thường rồi. Còn trong hộp lại khó tìm hơn. Thì nó khác cái gì? Thực ra là nó khác về màu sơn, về phiên bản thôi. Và một số chi tiết nó làm giống như bản collector, collection vậy đó. Chứ nó cũng không có gì khác nhiều. Một số chi tiết nó làm đặc biệt cho nó. Cái bản này là trong cái bản diecast book nè, con Dustin trong diecast book của Greenlight. Thì để mình con này là nó hàng second hand. Nó sẽ second hand nha các bạn. Con này giá trên eBay là khoảng $15. $15 nha các bạn. Ở đây là cabo, bỏ cabo ra. Này nó hơi cày. Đây là cabo, bên trong cabo thì chi tiết cái cabo là rất là ok. Greenlight bạn thấy nè, nó làm rất là ok. Và cái chi tiết tem này kia làm cũng rất là đẹp. Đây đây là cái chữ Underhood đây nè, bạn thấy nè. Đó. Chữ Underhood sao quá đó. Còn gầm, đây gầm này cũng là full metal, metal như các loại khác thôi. Adieu Under Flyson 106. Con này sản xuất năm 2017. 2017 nè. Và bánh cao su full. Nhìn chung nó cũng giống như mấy cái con trong cạc cạc thường khác của Greenlight. Nhưng mà một số chi tiết nó sẽ làm đặc biệt hơn ở phiên bản này. Thì giống như là chúng ta chia tem vậy đó. Còn ngoài ra thì tất cả các chi tiết khác nó đều giống như cái bản thường, chỉ là khác về phiên bản thôi, khác về phiên bản, khác về màu tem thôi các bạn. Bên các chi tiết này, này cái nét macro đó, đúng quá đó. Đây là chi tiết tem tem to ở dưới này, Underhood, chi tiết tem Greenlight. Nội thất thì cũng giống như các xe Greenlight khác thôi, không gì khác biệt nhiều. Vậy thì thật ra là có nên bỏ ra một số tiền là khoảng $15 để mua một con phương cạn như vậy hay không? Cái đó thì tùy thôi, tùy theo các bạn chơi full dòng Dustin hay là các bạn chơi hàng collector đặc biệt thì các bạn cứ chơi. Xe mô hình thì nó có nhiều giá lắm, thì chúng ta không thể nói là giá mắc hay rẻ này như thế nào. Một vài trăm cũng có, một vài triệu cũng có, chứ không phải là cái tỷ lệ 164 là nó sẽ phải rẻ hơn 118. Có nhiều khi là 164 vẫn có con vài triệu là bình thường các bạn. Nhiều bạn cứ hỏi là tại sao 164 nhỏ xíu mà tại sao nó rẻ mắc như vậy, thì mình nói thẳng luôn là không phải cứ nhỏ là mắc mà không phải cứ bự mới là rẻ. Ấy quên lộn, không phải cứ nhỏ là rẻ mà không phải cứ bự mới là mắc. Đôi khi có những con 164, 187 nó mắc hơn những con 118 luôn á. Chẳng hạn những con 118 của Welly thì nó có vài trăm ngàn thôi, nhưng trong khi đó những con 143, một con 50 lên tới vài triệu, nó cũng là bình thường. Và thấy là chữ Dustin cũng làm rất là ok. Thì mình vừa review sơ với các bạn về cái mẫu Dustin 510 Underhood này. Đó, thì các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nha. Xin chào các bạn.